Okay, hi everyone. And today we are going to learn about pronunciation. Okay, pronunciation. Right. Bổ vitamin là biotin, cung cấp vitamin lên bề mặt tóc, giúp tôi mạnh mẽ hơn với mái tóc khỏe. Dentin, tóc chắc khỏe hơn tới 100%. Có bạn tôi bạn đặt câu hỏi. Tại sao bạn học tiếng Anh 3 năm, 5 năm, 7 năm? Today at work. It is Mark's first day at work. And Mark is getting ready to go to work early. Good. So now, can you hear? Can you listen clearly? Can you listen clearly? Morning, Mom. Các bạn có nghe rõ không? Okay. Dạ rõ. All right. And so now, let me see. Okay, now can you see my face? Can you see my face? Can you see my face? Can you look at my face? Yes. Can you see my face? Bạn có nhìn thấy mặt tôi đó không? Yes. Can you see my face? Yes. Can you see my mouth? Yes. Okay. And now see my face and see my mouth and copy my my voice, okay? Copy my voice and see my face and my mouth. Okay? So now the first I will pronounce one word. Okay? One word and the second I will say a whole sentence. Okay, now let's follow me, please. Today is Mark's first. Okay, say follow me. Okay, repeat follow me immediately. Các bạn sẽ đọc theo cô ngay lập tức ha. Today is Mark's first. Cô nghe cô được câu không cô ạ? Work. Bây giờ cô không nghe, các bạn không nghe thấy cô nói à? Nghe hơi chập chờn ạ. Nghe. Em nghe bình thường. À vậy thì chắc là do bạn là cái mạng của bạn đấy, mai anh mạng của em. Morning mom. Vâng. Em thử ao ra rồi em vào lại. Vâng, em thử. Rồi, bây giờ mọi người ơi, nghe cô nói này, cô sẽ đọc từng từ một để các bạn biết cái từ đó đọc như thế nào. Và sau đó cô sẽ đọc cả câu để các bạn biết ngữ điệu của câu ra làm sao, được không ạ? Rồi, lại nhá. Today is Mark's first day. At work. And Mark is getting ready to go to work early today. Mark's first day. Getting ready. Go to work early.
go to work early. Today, today is Mark's first day at work. And Mark is getting ready to go to work early. Getting ready to go to work early. Okay, now one more time. Today is Mark's first day at work. Mark is getting ready to go to work early. Getting ready today. To go to work early. Okay, rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe lại câu này của người ta nói ha. Today is Mark's first day at work. And Mark is getting ready to go to work early. Rồi. Mọi người nghe lại và lặp lại theo. Mark's first day. Today is Mark's. Lại nha. Today is Mark's first day. Mark's first and Mark is getting ready to work early. Morning, Mom. Rất tốt. Nào bây giờ các bạn sẽ tắt hết mic đi nhé. Tắt hết mic đi để cô nghe một bạn nói thôi. Nào bây giờ cô mời bạn Như Ý nào. Đọc đuổi nhá. Đây là kỹ thuật đọc đuổi. Vừa rồi thì cô vừa mới dạy các bạn là một từ một, tức là đọc một từ như thế nào. Hai, sau đó là cô sẽ dạy các bạn là đọc các cái từ quan trọng trong câu, tức là cái từ đó được nhấn trong câu, và cái tiếp theo nữa lần thứ ba thì cô đọc cả câu với lại cái intonation. Đợi cô xíu các bạn nghe. Alo. Today is Mark's first day at work and Mark is getting ready to go to work early. Morning, Mom. I'm going to work. Lovely, dear. Well, good luck. Thanks, Mom. Bye, Mom. Bye, love. Come on. This is his first day of work. Oh, yes. Good luck to you. Thanks, Dad. Bye. Good morning, Mr. Parker. Good morning, Mr. Johnson. How are you today? I'm doing great. What about you? I'm fine, thank you. Welcome to your first day in our company. Linda will introduce you to the team. Thank you very much, Mr. Parker. Glad to have you on our... Tôi không thể để mái tóc gãy rụng cản bước tiến của tôi. Bentin ngăn rụng tóc với công thức Pro Vitamin và Biotin, cung cấp vitamin lên bề mặt tóc, giúp tôi mạnh mẽ hơn với mái tóc khỏe. Bentin, tóc chắc khỏe hơn tới 100%. Team, Mr. Johnson. Linda, would you take Mr. Johnson to introduce him to the team, please? Yes, sir. Thank you so much. Mr. Johnson, would you like to tour the office first and then meet your colleagues? Yes, of course. Okay, please come with me, Mr. Johnson. Please call me Mark. Okay, Mark, this will be your desk. And this is your chair. This is your computer. This is your telephone. These are your files. Wow! It feels like it is my birthday. Well, here are some more birthday presents. Here are your pens and pencils. Your calculator, your ruler, your scissors, and your stapler. Thanks.
You're welcome. By the way, a moment ago, I didn't hear your name. Oh, my name is Linda. Yes, Linda. Can you tell me where I can find the printer? It's in the right corner. So, if I need a fax, where is the fax machine? The fax machine is here, and the coffee machine is at the end of the hall. You can use it at any time. Okay, thanks. If you have something else you don't know, just ask me. Now, I will introduce you to everyone. Oh, thank you so much. Good morning, guys. I have an announcement to make. Could you all please gather here? We have a new member of our team for today. Mark. Hi. Please tell them about yourself. Hi, everyone. My name is Mark. I'm 23. I'm from California. I will be working in the sales department. Welcome. I'm Susan. What were you doing before joining our team? I just finished my college degree in business. This is my first job. It is good to have you here, Mark. How long have you been here? I've been here for 3 years. Oh, yes. And you? Yeah, I'm Tom. Nice to meet you. I've been here for 4 years. Thank you. Nice to meet you, too. I look forward to receiving the help of everyone. Sorry, mọi người nha. Sorry, mọi người. Going to work. And Mark is... Rồi, cô mời bạn như ý đọc câu này đi ạ. Today is my first day at work, and Mark is getting ready to go to work early. Rồi, ok. Bạn Như Ý sẽ đọc cả câu smoothly hơn cho cô nhé, tại vì bạn Như Ý phát âm tốt. Today is Mark's first day at work, and Mark is getting ready to go to work early. Today is my first day at work, and Mark is getting ready to go to work early. Rất tốt. Rồi. Mời bạn Linh Phi nào. Today is Mark's first day at work. And Mark is getting ready to go to work early. 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 Rất tốt. Rồi, các bạn cho vào đợt bạn Linh Phi trắng tay. Bạn ấy mới học đúng không? Bạn mới học, bạn ấy đọc quá tốt luôn. Ok, bạn Khải ý nào. Cảm ơn cô ạ. Bạn Linh Phi nhá. Bạn Linh Phi, bạn học cái đó là bạn học rất là rõ ràng. Mọi người nha. Mọi người, hi Nguyễn Thị Giang. Hi Randy, oh my god. Mr. Randy right now here. You are lucky, right? Ok, bạn Linh Phi này. Bạn Linh Phi mới học nhưng có một cái rất là tốt. Đó là bạn đọc rất là rõ ràng, clear đúng không? Bạn Như Ý thì là giọng tốt rồi không nói. Bây giờ bạn Khải ý nào. Today is my first day at work, and Mark is getting ready to go to work early. Thiếu mất là bạn Khải đã bị miss tất cả các cái từ âm cuối của cô luôn. Ý đọc lại đi. Today is Mark's first day at work, and Mark is getting ready to go to work early. Ok, nào lại nào. Is today is Max. Today is Max. Nào nghe ý
Dừng dừng, stop here. Ok, đọc theo câu is. 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 Không phải âm sờ đâu, âm giờ đấy. Is. 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 Marks. 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 First. 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 At. At. Walk. Walk. Mark. Mark. Is. Is. Walk. Walk. Okay, lại nhau one more time. Today is Mark's first Mark. Day first. At work. At and work. Mark and is getting ready to go to work early. Rồi, nghe này, khi các em đọc chậm để mà chính xác cái từ đó và để giữ cho mình đọc tất cả các âm cuối giống như bạn Khải vừa nãy bạn đọc toàn là quên các âm cuối, tất cả âm cuối em quên hết thì các em sẽ đọc chậm nhưng mà cái độ mượt á của giọng nói của câu nói của mình vẫn phải đảm bảo tốc độ. Ví dụ như này, ví dụ câu nói nhanh này. Today is Mark's first day at work and Mark is getting ready to go to work early. Đấy là câu nói nhanh đúng không? Nhưng bây giờ câu nói chậm này. Today is Mark's first day at work and Mark is getting ready to go to work early. Cô đọc chậm nhưng mà cái giọng cái hơi của cô nó vẫn phải đảm bảo đủ cả cái câu này ha, được không ạ? Tiếp tục là cô đọc chậm nữa cho bạn nghe này. Today is Mark's first day at work. And Mark is getting ready to go to work early. Các bạn thấy không? Nghe như kiểu là nghe nhiều người ta kéo dài méo mó cái câu đó. Nhưng mà các bạn nhớ rằng khi kể cả các bạn đọc tốc độ chậm hay tốc độ nhanh thì các bạn cũng đều phải smoothly, tức là các bạn phải cho nó nối liền với nhau chứ không được là today is Mark's first day at work là không có ai hiểu các bạn nói gì luôn ha, được không? Rồi, bạn Khải ý chú ý âm cuối giùm cô nha. Chị Giang ạ. À. Chị Giang đọc giùm ạ. Today. Dạ, chị Giang mới vào đúng không? Dạ. Chị cứ đọc nha. Today is không phải đọc lại. Today is Mark's first day at work and Mark is getting ready to go to work early. Rồi, chị đọc như thế này là chị đọc đúng từng từ một nhưng mà không ai hiểu mình nói gì. À, mình có cái smoothly, tức là chưa có cái sự kết nối giữa các âm với nhau. Ví dụ chị đọc chậm cũng được, không sao. Bây giờ chị đọc theo cô Hạnh này. Today is Mark's first day at work. Chứ không phải là today is Mark's first. Như vậy là người ta không hiểu mình nói gì, được chưa? Mình đọc tốc độ chậm nhưng mà mình phải nối tiếp với nhau. Today is Mark's first today is Mark's first day at work. Rồi dừng ạ, stop. Sau đó mình đọc tiếp. And Mark's is getting ready. Go and Mark is getting ready to go to work early. Đúng rồi ạ. Chúng ta có cái sự tiếp nối với nhau giống như là một cái dòng nước chảy chứ không phải là cái dòng nước xong rồi mình chặn nó lại xong rồi dòng nước mình lại chặn nó lại đúng không? Mọi người hiểu chỗ này chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa để chúng ta sẽ đọc này. Nghe lại một lần nữa. Nghe và lặp lại, nhưng mà nghe lặp lại. Today is Mark's first day at work, and Mark is getting ready to go to work early. Đúng rồi ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ như thế này ạ. Tại vì có thể là mọi người chưa hiểu cái vô chỗ này, cô sẽ cho mọi người hiểu hơn chỗ này xíu ha. Bài hát đi. Cái gì đó, Hello Việt Nam, được không?
trong lúc cô Hạnh đi kiếm bài hát á, nhắc bà con một cái thôi là chữ 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 is á, đọc đọc cho nó ngắn lại một chút, nhưng mà nó là is, giống là is kêu á, is. Yes. Right. Đừng có ít, tại vì nếu mà mình mà kéo dài thành ít á, là người ta nghe lộn, người ta tưởng là ăn á. Có đúng không? Dạ vâng, rồi. Is không ạ, cái từ kia nó khác mà mình là is, kia là nó là eat. Còn đây là is, nó khác nhau một chút. Vâng, anh nhắc là đúng ạ. Chúng ta sẽ đọc ngắn cái âm is lại nhá. Nào bây giờ mọi người bắt nghe là biết chữ is kêu rồi đúng không? Thì is đó. Thì cái âm nó giống giống vậy. Ok ạ, để mà mình tưởng tượng, để mà hiểu được cái vấn đề của cái smoothly và cái gọi là cái sự liên kết trong các từ của câu ấy, thì các bạn có thể nghe cái bài hát này một xíu. Trao nhau thành ý vàng, sáng mãi chuyện đêm trăng. Cân vị canh chua, mất cả thanh xuân. Sorry. Cái đó chỉ hai bước cho món canh chua chuẩn vị hai hoa. À, karaoke. À, thôi được rồi, tạm thời này cũng sẽ hát cho các bạn nghe vậy. Tell me all about this day that is difficult to say. It was given me the day I was born. Rồi ạ, mọi người có thấy không ạ? Mọi người thấy có người ta hát không ạ? Đây ạ, người ta hát này. Người ta xem cái lời đâu ấy. Cái lời ạ. Để cô phải nói này, chứ không là các bạn không hiểu là tại sao mà đọc úng như vậy mà cô vẫn không công nhận. Đó, rồi. Lời bài hát Hello Việt Nam. Tại vì các bạn thiếu cái này. Do thiếu cái này mà các bạn nói mà người ta. Rồi ạ. Ví dụ như bây giờ mời chị Giang ạ. Mời chị Giang đọc cho cô cái hai cái câu này ạ. Chị Giang đọc giúp cô hai câu này. Chị Giang cứ đọc đi, chị Giang ơi, cứ đọc thoải mái đi ạ. Nếu mà chị không đọc là cô gọi bạn khác ạ. Rồi, chị đọc giùm em đi. Chữ nhỏ. Chữ nhỏ tell quá. Tell me all about this name. That is difficult to say. It was giving me gì nhớ xíu. The day I was born. Rồi, rất tốt chị Giang đó. Cô chúc mừng chị Giang nhé. Chị Giang đọc các cái âm đơn cực kỳ tốt. Và sau những cái ngày này thì cô chắc chắn là chị Giang sẽ đọc hay hơn. Cái bài này nó hát như này nè. Tell me all about this name. That's it difficult to say. It was giving me the day I was born. Dạ vâng. Hát hay dữ. Nhưng mà cái vấn đề nó là cái tốc độ của cái bài, của cái lời nói, nó sẽ rất là smooth. Nó giống như là bạn hát một câu. Tell me all about this name. That's it difficult to say. It was Tell me all about this name. Đúng không ạ? Nếu mà cô Hạnh không hát thì cô Hạnh sẽ nói Tell me all about this name. That's it difficult to say. It was giving me the day I was born. Được không ạ? Mọi người có thấy nó giống như hát không ạ? Mọi người có thấy cái nhịp điệu, cái tốc độ và cái sự liên kết của các từ với nhau nó giống như là cái lời bài hát được không? Rồi bạn Khải có nhận ra điều đấy không ạ? Và chị Giang có nhận ra điều đấy không ạ? Dạ có. Rồi ok, đấy là cái mà cô Hạnh muốn các bạn làm. Tell me all about this day. That's it difficult to say. It was giving me the day I was born. Want to know about the story of the empire bone. My eyes say more of me than what you dare to say. Được chưa? Đây là chúng ta sẽ nói như là hát luôn mọi người. Rồi bây giờ cô sẽ nói lại cái đoạn này. Tell me about this name that's difficult to say. It will give me the day I was born. Want to know about the story of the empire of old. My eyes say more of me than what you dare to say.
đúng không? Mọi người thấy không ạ? Có cái sự liên kết, có cái sự nhấn nhá, có cái sự lên xuống, có cái sự nhanh chậm của cái câu nói, và chúng ta phải nói tiếng Anh như vậy. Rồi giờ quay lại cái bài này. Quay lại cái câu này. Today is Mark's first day at work and Mark is getting ready to go to work early. Mọi người có thấy không ạ? Thấy có sự nhấn nhá không ạ? Nhanh chậm không ạ? Lên xuống mà. Rồi, ok. Mọi người nhớ nhá, đó mới chính là nói tiếng Anh. Ok, được không? Cái smoothly, cái đó nó không thể nào mà nó mô tả bằng một cái từ gọi là, một cái từ gọi là intonation được nha mọi người. Mà chúng ta sẽ phải đưa cái feeling của chúng ta vào, đưa cái cảm xúc của chúng ta vào, giống như chúng ta hát cái bài hát kia, đúng không? Đưa cái cảm xúc chỗ tôi yêu quê hương của tôi, hãy nói cho tôi biết tất cả những cái tên đi, dù nó rất là khó để có thể phát âm, đúng không? Đó, cái bài hát như vậy, mình hiểu thì mình sẽ nói được nó một cách dễ dàng hơn ạ. Rồi, ok, đấy là cái cách mà các bạn sẽ học ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm một cái kỹ thuật khác, một cái bài tập doing exercise for your mouth. Cô Hạnh gọi như vậy ạ, tức là hãy tập một cái bài thể dục cho cái miệng của bạn bằng cách là bạn shuttle theo cái clip này ạ. Và chúng ta nghe cái gì, chúng ta lặp lại cái ý. Nghe cái gì, lặp lại ý. Đối với bạn ý, Khải, thì là cô sẽ đề xuất bạn là bạn sẽ học cái... Rồi ạ, từ từ ạ. Cái bài này từ từ, tôi cô sẽ phải giúp bạn ý và các bạn khác một chút về cái vấn đề này. Bởi vì bạn ý và một số bạn khác đã... cô nói, cô kể cho mọi người nghe chị Giang này. Mọi người có nghe chị Giang, ai gặp chị Giang lần đầu tiên nhỉ? Trong lớp này ai gặp chị Giang đầu tiên nhỉ? Ngay từ đầu nhỉ? Học cùng lớp với chị Giang ngay từ đầu ạ? Em. Bạn Khải ý đúng không? Bạn Khải ý thấy chị Giang có tiến bộ không? Dạ có, tiến bộ nhiều con. Quá tiến bộ, lúc đầu cô Hạnh bảo sao stop, please, stop here. Bây giờ chị Giang như nào ạ? Điều lên chút. Chị Giang bây giờ đọc trước là tốt. Trước đọc cái miệng nó cứng, bây giờ nó có điệu ở trong đó. Rồi, nhưng mà nó vẫn chưa đạt yêu cầu của cô Hạnh đúng không? Bởi vì là cô Hạnh luôn luôn yêu cầu cao hơn nữa và cao hơn nữa. Ok, rất tốt ạ. Rồi, cô sẽ đề xuất các bạn vào cái kênh này. Và chúng ta sẽ cùng luyện tập. Rồi, cái máy tính của cô nó đòi tiền á. Mọi người đừng có quan tâm đến nó nha. Rồi ạ, bây giờ mọi người sẽ cùng cô tập thể dục cho miệng của mình bằng một cái bài âm đơn nha mọi người. Bài âm đơn ạ. Nhớ âm đơn ạ. Mọi người sẽ tắt hết mic đi và nghe cô nhá. Tắt hết mic đi. Rồi chúng ta sẽ làm giống chị Giang này, này. Đấy, cô chắc chắn là chị Giang làm rất nhiều, luyện rất nhiều này, đúng không? Rồi ạ, bây giờ là chúng ta sẽ có cái âm là âm... Âm này chúng ta đang học âm... Nhưng mà chúng ta đừng có quan tâm đến âm ch, bởi vì ở trong cái âm ch này chúng ta sẽ có ch, a, n, s. Đây là chúng ta có tất cả các âm này rồi, đúng không? Cho nên là chúng ta sẽ chú ý này. Trans, trans, trans. Âm a bẹt, a bẹt, a, ch, a, n, s. Trans. Đừng có quên âm n giữa. Trans, trans, trans. Tran, âm ẩn, trans, trans, rất tốt, trans. Và khi mà các bạn đọc như này, bạn lưu ý, đọc cái này thì em chú ý âm cuối cho cô nha. Trans. Rồi bây giờ chúng ta sẽ choose, ba lần, choose, 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 church, church. Từ này hơi khó, church, church, church. Âm này có mấy cái từ khó sau, hai âm ch và một âm r. Âm r trong tiếng Mỹ, nếu mà bạn nào đọc được thì đọc, không đọc được thì thôi, không sao. Ở đây có anh Cường là một này. Bạn Như Ý là hai này, là có thể đọc được âm này. Mời bạn Mai Anh bật mic, bật micro. Mai Anh bật micro đọc theo cô. Church. Church. Đúng rồi, rất tốt. Đó, bọn Mai Anh vừa hôm qua là đọc giọng của Việt Nam, hôm nay đã đọc giọng Mỹ luôn rồi. Church. Church. Attach. 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 Đúng rồi ạ.
chúng ta có nhìn thấy cái dấu phẩy đằng trước từ chat không ạ? Đây là trọng âm của từ mọi người nha. Stress, word stress. Và đây là cố định và không bao giờ thay đổi. Và chúng ta không thể tự sáng tạo ra cái stress này, mà chúng ta phải follow cái stress này. Chúng ta learning by heart, học thuộc lòng. Attach, attach, attach. Ở đây con A đẹp. Attach, 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 attach. Nhớ là khi mà các bạn học, khi mà các bạn học phát âm thì cái miệng của bạn phải mở rộng hết cỡ, nếu như nó cần mở rộng hết cỡ nhé. Đừng có lười di chuyển cái miệng của mình nha. Chính bởi vì là các bạn sau một buổi phát âm học với cô Hạnh mà miệng của các bạn phải đau thì đấy mới là đúng nha mọi người. Còn không đau là không đúng đâu ạ. Ok. Tất nhiên là với chị Giang bây giờ nó không đau nữa rồi đấy, tại vì chị đã mềm cái miệng ra rồi, chị không còn cứng nữa ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Bench. Bench. Mai Anh ơi, không cần phải ghi bài. Trong lúc học với cô đừng có ghi bài, em có thể ghi sau ha. Bench. 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 Each. Đây là âm y căng, hay nói cách là long y, âm y dài á. E. 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 Mai Anh bật micro. Em chưa đủ cái âm căng, em nghe răng nhiều nữa. E. Ok. Each. 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 Và ở đây mọi người nhìn này, ở đây nó có một cái nữa, đó là cái độ dài của âm á, nó sẽ là cái này này mọi người nhé. Lunch. Vừa nãy chúng ta có cái âm này là âm each, chúng ta sẽ xem cái âm này độ dài của âm nó như nào nhá. Đúng rồi. Each. Each. Nó có cái độ dài của âm ở đây. Lunch, độ dài của âm đây. Lunch. Lunch. Match. 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 Mai Anh cũng không nghe thì em nói nhở. Peach. Peach. Đúng rồi, đọc to lên, sao lại đọc chậm. Peach. Peach. Chưa được, Mai Anh chưa được. Âm y căng chứ không phải là nghe. E. Peach. 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 Rất tốt. Peach. Perch. 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 Chúng ta có âm khó. R. R. Ở đây có lẽ là bạn như ý với bạn anh Cường sẽ đọc độ âm này. R. 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 Kéo cái lưỡi vào, kéo cái lưỡi vào đằng sau của cái cổ họng của chúng ta và cái đầu lưỡi của chúng ta không có di chuyển, không có chạm bất cứ đầu. R. R. Perch. 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 Ờ, rất tốt, bạn Mai Anh làm được. Touch. 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 Hạ thấp âm. Mai Anh, các bạn hạ thấp âm dùng cô. Which. 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 Catch. 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 Không phải là catch. 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 Hạ thấp âm. Chúng ta có cái mẹo đó, hạ thấp âm chúng ta sẽ thêm huyền hoặc nặng vào, nhưng mà không phải là huyền hay nặng nhé. Chúng ta mẹo thôi. Chúng ta thấy rằng chúng ta thêm dấu sắc vào là chúng ta không được rồi. Ví dụ như là cat, hờ át cat, sắc cat là không được rồi. Chúng ta sẽ nói là catch. 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 Cat. No, chưa được. Catch. Em thêm dấu nặng vào cô xem nào. Khờ át cat, nặng cat. Catch. Đúng rồi, rất tốt. Đó. Catch. Catch. Rồi lại, catch up, catch up, catch up. Catch up. No, not cat, catch up, catch, catch up. Up, catch up, catch up. Đúng rồi, rất tốt, mà anh đã làm rất tốt. Các em hạ thấp âm, bạn lưu ý nhá, chú ý này. Kitchen, 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 kitchen. Match, match, match. Âm A bẹp, A, match. 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 Đúng rồi, rất tốt. Match. Match. Stitch. 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 Switch. Mời bạn mời bạn Mai Anh tắt mic, Khải bật mic. Switch. 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 Watch. Watch. Watch.
Watch. Watch. Âm này là âm A thường, không phải là âm A bẹt mọi người nha. Âm này không phải âm A bẹt đâu, cho nên mình sẽ không đọc là wa. Mình không có quay cái A của mình lên, mà mình chỉ đọc A bình thường giống âm A Việt Nam thôi. Watch. 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 Nó chỉ to hơn, nó miệng của mình nó rộng hơn cái âm A một xíu thôi ha. Được không ạ? Watch. 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 Tốt tốt ạ. Rồi, bạn Như Ý và bạn Mai Anh và các bạn khác sẽ học âm đơn ở đây nha. Được không? Âm đơn ở đây rất là đơn giản. Yeah. Và đây thì hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các mọi người một xíu về cái biểu đồ nguyên âm mọi người nha. Biểu đồ nguyên âm. Những cái âm học trong tiếng Anh. Ok, ở đây thì chúng ta thấy một cái biểu đồ nguyên âm như thế này ạ, mọi người nhìn thấy này. Và ở đây thì cô thấy người ta nói là tongue position, nhưng mà như thế thì nó hơi khó hiểu xíu nha. Bây giờ cô sẽ giải thích theo cách của cô Hạnh này. Bây giờ mọi người biết rằng là cái miệng của chúng ta di chuyển là do cái hàm dưới. Cái hàm dưới nó đẩy lên đẩy xuống, chứ không phải là cái hàm trên nó cố định nha mọi người. Nếu mà mọi người học về giải phẫu thì mọi người sẽ thấy cái hàm trên nó cố định ở đây này. Hàm dưới là mở ra mở vào đấy, được không ạ? Hàm dưới lên xuống, và cái độ rộng của miệng mà lấy nhỏ hay là to hay là căng hay là thả lỏng lên là do cái miệng của mình có thể rộng ra hay không. Vậy thì cái âm A này là âm cái miệng của mình là căng nhất và hàm hạ thấp nhất. Chúng ta sẽ làm âm này. Đầu tiên chúng ta làm cái miệng căng. Sau đó chúng ta hạ thấp bài hàm. À, 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 à. Rộng hết cỡ và hạ thấp hết cỡ, đó là âm à. Sau đó giữ nguyên âm A và di chuyển cái hàm lên phía trên, ấp cái hàm lên phía trên, chúng ta sẽ được các âm khác. Chúng ta bắt đầu làm. À, à, e, 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 e. A, A, bỏ qua cái âm này, A và E. Bây giờ chúng ta làm ngược lại, E, A, E, A. Chúng ta làm ngược lại, A, E, A, E, E, A, E, A. A, E, A, E. Mọi người thấy không ạ? Chúng ta chỉ di chuyển các cái hàm của chúng ta thôi. Và mấy âm này nó giống nhau về cái độ căng của miệng, cho nên người ta gọi là âm căng. Hay nói cách là âm dài, nhưng mà nói chung là cô Hạnh sẽ thích gọi là cái stress syllable hơn. Tức là âm căng, mọi người nhá, âm căng. Và bây giờ từ bên này sang bên này thì là độ hẹp của miệng, cả hàm, cả miệng luôn. Chúng ta sẽ bắt đầu với âm A. A, A, O, O, A, 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 O, O, A, A. Được chưa? Mọi người đã hiểu không ạ? Rồi, chúng ta từ cái âm A này á, là bạn sẽ làm thành các cái âm khác bằng cách là các bạn đưa hàm lên hay là hẹp cả hàm cả miệng lại như thế này. Và chúng ta sẽ có từ dưới lên của âm này. A, ờ, ờ. Cái âm này là cái âm khó nhất đây. Cái âm này cô không dạy đâu. Cái âm này là âm bị biến âm rất là nhiều luôn. Và chúng ta sẽ bỏ qua cái âm này. Chúng ta phải nghe và phải đọc theo thôi. Ví dụ như là nó cùng là âm này mà nó đọc là sun hoặc là up. Đó, cho nên là cái âm này biến âm. Chúng ta sẽ bỏ qua nó trước đã, chúng ta tiếp tục với cái này. Ở. Giữ nguyên miệng nha. Ở. Ồ. Ù. Chúng ta bỏ qua cái hàng này. Lại. Ở. Ồ. Ù. Ù. Ồ. O, 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 u,
U O O. Mọi người có tưởng tượng ra không ạ? Đây là người ta gọi là cái biểu đồ nguyên âm mọi người nha. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ học đến cái âm này. Đến cái âm này ha. Hàng này. Bỏ qua cái chữ này, chỉ học hai cái chữ này. Và chúng ta có một cái cặp âm là âm stress syllable và relax syllable. Stress và relax. Âm căng và âm thả lỏng mọi người nha. Âm thả lỏng. Thả lỏng cái miệng. Tại sao lại gọi như vậy? Bây giờ cô sẽ làm hai âm này này. E. Yeah. E. Yeah. Mọi người có thể đang căng mà thả lỏng ra không? E. Yeah. Yeah. E. Chúng ta có hai âm này. U. Ủa. Ủa. U. U. Ủa. Ủa. U. Đó. Tại sao là nó lại khác nhau như vậy đó? Mọi người có thấy sự khác nhau chưa? Từ giờ trở đi đừng có thấy nó giống giống nhau, xem như thế nhá. Đó không nào? Rồi. Sau cái biểu đồ nguyên âm này, bây giờ mình sẽ vào. Mình sẽ vào, mình học bất cứ một cái âm nào trong này. Thì mình sẽ, đặc biệt là các phụ âm nhá. Mọi người chú trọng vào các phụ âm dùng cổ. Ví dụ như là âm này là cái âm mà mọi người cũng rất là hay sai. Chẳng hạn như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cái âm này ấy, là âm trông giống chữ Z đúng không? Chữ Z. Nhưng mà nó hơi khác một chút. Với tất cả âm khác nó sẽ đọc là Y. 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 Đầu tiên cái miệng của mình nó nghe trước xong nó thả lỏng. Y. 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 Ok, được chưa? Chứ không phải là Y. No, chúng ta đọc là Y. 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 Chúng ta sẽ đọc là yolk. Từ này đọc là yolk. Yolk. Vậy âm này là âm gì đấy? O, đúng không nào? Vừa nãy chúng ta có âm O, yolk. Được chưa? Chúng ta tiếp tục ạ. Này là âm O, nhưng mà vừa nãy cái chat đó nó không có âm này đâu. Cái âm này người ta gọi là color vowel. Âm nguyên âm màu chỉ có trong tiếng Mỹ mọi người nha. Chỉ có trong tiếng Mỹ và âm này rất là khó cho nên cô luôn luôn phải dạy sau. Âm này là âm R. R. Từ này đọc là your, chứ không phải là your. Ai đọc là your? Mọi người có đọc là your không? Bây giờ chúng ta sẽ phải đọc lại nhá. Your, your. Và cái mẹo của nó là cái âm này là âm giờ, là cái âm cái miệng của em nó phải cười trước rồi em mới được thả lỏng sau. Thì cái âm or này nó có xu hướng kéo cái âm giờ của em sớm, kéo sớm làm cho cái miệng của em nó tạo thành âm giờ. Được không ạ? Vậy mẹo của nó sẽ là đặt cái âm y, y, or, your, y, or. Nhưng mà cái âm y là ở trong đầu mình, không được có phát âm ra miệng. Mình bây giờ mình vừa nghĩ đến âm y, mình vừa không phát âm âm y nào. Your. Your. Được chưa? Your. 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 All right. Rất tốt ạ. À, chúng ta có âm R. Cái âm này cũng là âm R, âm vowel, color vowel luôn ạ. Âm nguyên âm màu luôn ạ. Có âm R đằng sau người ta gọi là nguyên âm màu. A yard. Yard. Yard, âm y, 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 not jer, no, not jer, y, y, yard. Được chưa? Hôm nay có nhiều kiến thức quá không các bạn? Chúng ta sẽ review 10 phút. Bạn Mai Anh hôm nay làm rất là tốt, mới học buổi thứ 3 thôi. À mà hôm nay mới là buổi đầu tiên học phát âm. Yeah. Em thấy em có thay đổi nhiều không? Em nghĩ là có đấy ạ. Nghĩ là có thế em là em hoàn toàn thay đổi chứ em không nghĩ là có gì hết. Em về nhà em đọc lại cái đoạn cái giọng hôm qua của em thì em sẽ thấy em khác hoàn toàn luôn.
Sao mọi người, thế bạn Khải sao hôm nay đã thấy có động lực để luyện âm cho em? Dạ có, cô. Em phải luyện âm rồi nha. Bạn Như Ý này chưa được này. Trong tất cả các bạn hiện tại bây giờ bạn Như Ý đang phát âm kém nhất ở trong lớp và em phải cố gắng nha. Yeah. Hiện bạn Linh Phi cũng mới học nhưng bạn Linh Phi đã đọc rất là tốt này. Rõ ràng chị Giang sau một thời gian luyện công, luyện trưởng thì chị cũng đã đọc rất là tốt ạ. Và chị Giang bây giờ thì chỉ cần thêm thời gian thôi là chị có thể thay đổi. Cái vấn đề smoothly đấy với lại cái vấn đề giống như cái bài hát á, mọi người thấy không? Nói tiếng Anh như bài hát đó thì đầu tiên mình phải cảm được, mình phải hiểu được cái vấn đề đó là tại sao mình nên nói tiếng Anh như vậy. Đấy, em thấy được không? Đó, được chưa? Rồi. Anh Randy ơi, hôm nay anh dự thính lớp học phát âm của cô Hạnh, anh thấy sao? Good. Good. Chỉ cho bà con vậy good. Chỉ nhắc bà con cái là nhiều người đó khi mà thấy cái video đó cô Hạnh thấy có vẻ đã. Khi mà nói chữ 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 mà cái âm bẹt á, cái vâng. Miệng chưa có kéo ra hai bên, chưa có kéo hết cỡ, nói mà hình như là còn xấu hổ, cho nên là chưa có được bẹt á. Chưa có kéo đó. Ra đúng không ạ? Và mọi người mà đúng không rồi. Xấu hổ, thì... mà mọi người không kéo dạ. Ra là nó không thành cái âm A đó. Đúng rồi, cười toe toét á. Đó, cái chữ mà short A đó đúng không? Chẳng hạn vậy thì phải short. Cười toe toét rồi. Đúng rồi ạ. Ok ạ. Mọi người hôm nay hơi, thấy cái tức là đồ. Vẫn chưa có bạo dạn mà kéo cái miệng rộng ra. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cái âm đó mà không kéo ra là nó không đủ bẹt đó. Dạ, đúng rồi, chính xác ạ. Vừa nãy là cô Hạnh giới thiệu cho mọi người cái nguyên âm, cái bạn biểu đồ nguyên âm nên nó có hữu ích không ạ? Mọi người phản hồi đi ạ. Có hữu ích không ạ? Có cô, có hữu ích mà. Hữu ích làm sao ạ? Mọi người... có hiểu được cái sự khác nhau của các âm, nó chỉ là khác về độ rộng của miệng hay là độ hẹp của hàm không? Yeah. Có. Rồi. Nếu mà các bạn mà không cố gắng được do exercise thì các bạn sẽ không có được giọng nói hay đâu ạ. Phải luyện mình nó phải... mình đọc xong, nói chung mình đọc mình quay lại đi, mình quay mình ghi âm lại đi. Sau hôm sau mình đọc nữa, mình ghi âm lại cái mình mới so sánh được. Đúng rồi. Mình phải quay cái miệng của mình nè, quay cái miệng của mình xem là mình như thế nào đúng không ạ? Xong bữa sau cũng đọc cũng quay lại cái đó luôn so sánh. Tốt đó. Chị Giang là một cái model cho chúng ta là một cái sự thay đổi rất là ngoạn mục luôn và đã bị cô Hạnh nhắc rất nhiều lần, cuối cùng chị Giang đã dừng lại và không làm gì nữa, luyện công đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải dừng lại, chúng ta nói sai chúng ta phải dừng lại, không có được nói sai nữa. Vì khi mà chúng ta nói sai nhiều thì cái đầu thì não của chúng ta sẽ in hẳn trong đầu của chúng ta những cái âm sai đó, và khi mọi người nói cái âm đúng thì các bạn sẽ không thể nào mà nghe được người ta đang nói gì hết. Đúng không ạ? Rồi ạ, bạn Phương Anh hả? Chết rồi, hôm nay cô chưa hỏi bạn Phương Anh. Bạn Phương Anh ạ, bạn Phương Anh có bài thấy bài hôm nay có khó quá không ạ? Dạ không khó nhưng mà học được nhiều. Không khó, học được nhiều. Bạn Phương Anh cũng đang có một cái giọng chưa tốt lắm. Em sẽ cố gắng em luyện thêm nhé. Dạ. Đó, rồi ạ. Anh Cường thì sao? Hôm nay có luyện âm gì không? Có luyện lại. Dạ, có luyện đúng không ạ? Có luyện theo. Dạ, anh Cường thì nói âm đơn rất là tốt, nhưng mà cái đoạn là có lẽ là anh Cường phải tập hát nhiều, và cũng nghĩ là anh Cường hát nó hay, tập hát tiếng Anh ha, để có thể đọc được tiếng Anh dễ tốt hơn ạ. Khi các bạn hát được tiếng Anh, các bạn sẽ hiểu là tại sao mà chúng ta lại phải nói tiếng Anh như là hát, vì như vậy nó mới tự nhiên được ạ mọi người nha. Mà cô Hạnh thì cũng không có thời gian học hát tiếng Anh thôi, có lẽ là cô Hạnh sẽ phải học hát tiếng Anh thật đó để có thể nói hay hơn đúng không ạ? Ở đây bạn nào mà hát hay á, thì cố gắng tập hát tiếng Anh nhá. Rồi, cô sẽ gửi cho các bạn cái đường link của cái bài South American đấy nhá. Và mọi người cứ tạm thời là mọi người sẽ luyện theo cái đó, luyện các cái âm trong đó. Thì chủ yếu là các phụ âm. Thì mọi người sẽ luyện theo cái này, mọi người nhá. Mọi người sẽ luyện theo cái bảng IPA, mọi người sẽ... Được, đây mọi người luyện theo cái bảng này, mọi người sẽ tìm ở trong cái đó nhé.
đây cái phần âm đơn á là cô Hạnh cũng không có muốn dạy các bạn nhiều, tốn thời gian nhiều quá. Đây mọi người nhìn này, chúng ta chú trọng vào mấy cái âm mà có màu vàng đấy nha, có màu vàng đấy nha, chú trọng hơn nha, đúng không ạ? Vì nó không có trong tiếng Việt. Đồng thời là cái cặp âm này này, giờ và sờ này nhá, và cái cặp âm ch và giờ này, được chưa? Hai cái cặp âm này đó, cái cặp này với cái cặp này, với tất cả các cái âm mà có cái màu vàng là mọi người sẽ tìm ở trong cái South American này. Trong cái này mình sẽ tìm thấy nó. À, mình tìm thấy nó này. À, chị Giang có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc luyện âm. Các bạn có thể hỏi chị nha. Đây ạ. À. Đây mọi người sẽ nhìn thấy âm G. À, âm G, âm G. Đây đúng không? Âm G. Đó, mọi người sẽ tìm thấy ở đây rất là nhiều. Âm G. Đó, đúng không ạ? Thì mọi người quay lại cái bảng này và mọi người sẽ cố gắng đặt ra mục tiêu giùm cô. Ví dụ bạn Ý với bạn Phương Anh với bạn Mai Anh là những bạn mới, là chúng ta sẽ đặt ra mục tiêu là mỗi một ngày chúng ta phải hoàn thiện được bao nhiêu âm. Một ngày hoàn thiện một âm thôi là cô đã mừng hú lên rồi đấy. Ở chỗ này là có nửa tháng là các bạn học hết cái âm, đúng âm này thôi. Bởi vì tại sao lại chú ý vào phụ âm? Bởi vì khi mà các bạn học phụ âm thì các bạn đồng thời học luôn nguyên âm và nhớ lại cái chart mà hôm nay cô giới thiệu với các bạn nhé. Cái chart ở đây này, mọi người nhìn này. Đó, mọi người nhìn thấy biểu đồ nguyên âm nhá. Đúng không ạ? À, sự thật kinh hoàng về nguyên âm ngắn và nguyên âm dài, các bạn có thể đó khám phá đây hai âm khác nhau này, y và ear, y và ear, đúng không ạ? Đó, và chúng ta sẽ đây ạ, âm color error, âm r colors vowel đấy ạ, nguyên âm error color, nguyên âm r màu. Đó, tất cả cái này đều là nếu mà bạn nào mà muốn luyện âm Anh Mỹ thì sẽ luyện toàn bộ cái âm này ạ, đúng không ạ? Đó. Ở trong cái trang này là nó có tất cả mọi thứ mà các bạn cần về âm đơn mọi người nhá, âm đơn, bởi vì họ sẽ không dạy mình cách đọc âm, cách đọc những cái từ trong một câu. Và tốt nhất là các bạn sẽ học một số cái bài hát, có lẽ là cô Hạnh sẽ phải dạy bài hát mất đúng không ạ? Thì để cho nó hiểu hơn về cái vấn đề này ạ. Anh Randy có cần học hát không ạ? Được, cô Hạnh sẽ dạy ạ. Randy cái hơi kém cho nên là hát không có giống ai hết. À, đúng rồi ạ. Thật ra là cái quan trọng nhất trong tiếng Anh, cái cột hơi của chúng ta càng dài, càng khỏe thì chúng ta nói tiếng Anh càng tốt. Tiếng Anh tốt, tiếng Anh hay là phải có độ vang, mà cái độ vang này nó phải từ ở trong bụng chúng ta đi ra, không phải là ở trong cổ họng của chúng ta đâu ạ. Mà phải là ở trong bụng ra, hơi phải được đẩy từ trong bụng ra. Đúng không ạ? Và khi mà các bạn cô Hạnh nói đến nội công nữa kìa. Lần này cô Hạnh nói tới nội công nữa. Coi như là tụ khí ở đan điền để mà chuẩn bị. Đúng rồi ạ. Điều đó là chính xác mọi người nha. Mà nhớ là tại sao cô Hạnh nói các bạn tập trung vào các cái âm mà màu vàng đó. Âm đấy là âm bật hơi. Mà các bạn phải nhớ rằng khi mà đọc âm bật hơi thì cực kỳ mệt. Mà các bạn phải giữ được cái cột hơi tốt ở trong bụng mới giữ cột hơi. Đó. Đây, chúng ta sẽ quay lại với cái bài hát vừa xong một xíu là cô sẽ phân tích cho mọi người nha. Ở đây á, ví dụ cô Hạnh muốn hát cái câu này, hát cái câu là từ tell me đến was born ấy, là cô Hạnh sẽ phải ngắt hơi. Người ta gọi là kỹ thuật ngắt hơi ấy. Cái này là chỉ có ai mới biết ạ. Ca sĩ luyện kỹ thuật ngắt hơi nha. Ngắt ở đâu? Mọi người sẽ tự đánh cái dấu ngắt âm. Tell me, có thể nếu mà cột hơn của bạn ngắn quá, bạn có thể là dừng cái chữ tell me. Nhưng mà nếu mà cột hơn của bạn dài thì các bạn sẽ phải nói cả cái câu này. Tell me all about this name. Tell me all about this name. Và ở đây nếu như mà các bạn muốn nhấn âm ở chỗ nào thì các bạn sẽ kéo dài ra ở chỗ đấy. Kéo dài ra và nâng cái voice của mình lên một chút. Tell me all about this name. That is difficult to say. Cô muốn nhấn vào cái chữ all và chữ difficult. Bạn nhấn vào đâu là việc của bạn, chứ không có cái gì quy định là các bạn phải nhấn vào đâu hết. Nhưng mà bạn nhấn làm sao mà người ta hiểu bạn nói gì, đúng không ạ? Rồi, thì lúc đó khi mà mình hát á, mình hát thì mình sẽ giữ được cái cột hơi này luôn. Chúng ta sẽ biết cách để giữ cái cột hơi này. Đó. Chúng ta không cần phải học tiếng Anh, chúng ta sẽ học bài hát tiếng Việt luôn. Chúng ta học bài hát tiếng Việt để chúng ta hiểu được cái vấn đề này. Bài hát tiếng Việt, ví dụ như bài gì ạ? Hà Nội và tôi thì được không? Những bài mà
cô thích. Dạ, vâng, đây. Ví dụ như thế này, nếu mà bạn nói bình thường là ở nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh là một ngày bỏng cháy, ở ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó, đêm lặng nghe trong gió tiếng sông Hồng thở tha, đúng không ạ? Mọi người sẽ nói như vậy, đúng không? Nhưng mà mọi người hát hà hoàn toàn khác này. Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh một ngày bỗng cháy, ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó, đêm lặng nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than. Mọi người thấy không ạ? Hát khác hẳn với nói, đúng không ạ? Và hát nó có gì á? Nó có lúc nhanh, lúc chậm, lúc lên, lúc xuống, lúc dồn, lúc thoải mái, lúc khoan thai, lúc này, lúc nọ, lúc kia đó. Đấy chính là cái cách mà các bạn sẽ nói tiếng Anh. Cách mà các bạn sẽ nói tiếng Anh, được không ạ? Đấy, hãy nói như là hát trong tiếng Việt của cô. Toàn bộ bí kíp võ công các thứ gọi là các thứ là cô share hết cho mọi người rồi đấy. Không còn giấu cái gì luôn đấy. Và bây giờ chỉ việc của mọi người là practice. Đúng không ạ? Practice and practice every day. Đúng không ạ? Và càng cái thời gian mà chúng mình luyện tập với cái miệng của chúng mình càng nhiều và càng lâu thì cái miệng của mình sẽ càng dẻo hơn, cái giọng nói của mình nó đỡ mệt hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Đúng không ạ? Và tiếp tục nữa này, một cái nữa cho các bạn đã luyện tập này, cho chị Giang và cho những bạn khác đã luyện tập này. Chúng ta sẽ check cái pronunciation của chúng ta bằng Google dịch đơn giản thôi. Chúng ta sẽ dùng cái vấn đề của giọng nói. Giọng nói, ví dụ ở đây cô sẽ kiểm tra một giọng nói này. Dictionary. Rồi, đây, dictionary. Chúng cô sẽ có dictionary, ok? Được chưa? Chúng ta sẽ check từng âm, từng cái từ một, hoặc là chúng ta check một nửa câu. Ví dụ, tell me all about this name. Dạ. 100% đúng không? Tell me all about this name, được không ạ? Ok. Mình check bằng giọng nói của mình đó, đúng không ạ? Rồi ạ. Hoặc là nếu mà các bạn mà chơi sang nữa ấy, chơi sang ha, thì chúng ta sẽ đọc một bài, sau đấy chúng ta quay lại phim giống như chị Giang và chúng ta đăng lên YouTube. Và chúng ta khi mà đăng lên YouTube và chúng ta may mắn thì YouTube ấy, nó sẽ đưa cho mình một cái subtitle tự động bằng tiếng Anh. Và lúc đó mình sẽ check luôn là cái giọng của mình đúng hay sai, ngữ pháp sai hay đúng. Đó là tất cả những cái mà các bạn có thể tự check được ha. Rồi ạ. Có bạn nào hỏi gì không ạ? Không hỏi gì thì chúng ta sẽ ok. Không hỏi gì thì chúng ta good night everyone. See you later. See you next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you. Bye bye Randy. Randy. Bye bye Randy. Bye bye Randy and bye bye everyone. Randy out rồi ạ. Mọi người ngủ ngon nha.